Sáng nay, ngày 7 tháng 10 năm 2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre Petrimed phối hợp với dự án Sách hay dành cho học sinh tiểu học tổ chức chuỗi hoạt động Petrimed trao tặng sách hay cho học sinh tiểu học tỉnh Bến Tre. Ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thái Văn Chuyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre, bà Hoàng Thị Thu Hiền, trưởng ban dự án Sách hay dành cho học sinh tiểu học, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Xuất bản Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đến dự. Chuỗi hoạt động được triển khai tại 94 trường tiểu học trên địa bàn 4 huyện gồm Bình Đại, Dòng Trôm, Thành Phố và Ba Tri, trao tặng tổng số lượng hơn 31.000 đầu sách và tạp chí, tạo điều kiện cho hơn 48.600 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tiếp cận. Theo đó, mỗi trường sẽ nhận được 330 đầu sách và tạp chí. Các đầu sách được tuyển chọn từ những nhà xuất bản uy tín gồm sách dạy kỹ năng sống, hình thành những thói quen tốt, kiến thức về tự nhiên, xã hội, lịch sử, khoa học, giúp nâng cao hiểu biết về văn hóa Việt Nam, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho các em học sinh. Bên cạnh đó, còn có những đầu sách dành riêng cho thầy cô giáo. Dự án Sách hay dành cho học sinh tiểu học được thành lập vào tháng 10 năm 2016 do bà Hoàng Thị Thu Hiền, cựu giáo viên trường chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng. Dự án nhằm góp phần xây dựng nền tảng đọc, đồng thời tạo thói quen đọc sách cho các em học sinh. Ngoài ra, dự án còn hướng đến việc tăng cường và phát huy vai trò của thư viện, tạo ra một cách tiếp cận và khai thác thư viện mới, thu hút và đem lại tiện lợi cho các em học sinh. Sau gần 3 năm triển khai, đến nay dự án đã trao tặng hơn 232.880 cuốn sách cho 911 trường tiểu học của 57 huyện vùng sâu vùng cao trên cả nước. Ông Thái Văn Chuyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre Petrimed cho biết, việc đồng hành cùng dự án Sách hay dành cho học sinh tiểu học với mục tiêu chính là tạo điều kiện khuyến khích xây dựng văn hóa đọc sách, nuôi dưỡng ước mơ, tìm tòi, khám phá, phát minh cho thế hệ trẻ của tỉnh nhà. Ngoài trao tặng sách, trong chuỗi hoạt động này, Petrimed còn tổ chức nhiều chương trình hữu ích như tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ thư viện nhà trường về phương pháp và kỹ năng truyền cảm hứng đọc sách, giao lưu với học sinh, tổ chức cuộc thi viết cảm nhận về những quyển sách hay, khen thưởng cho học sinh và giáo viên xuất sắc của chương trình. Hiện tại, tỉnh Bến Tre có 190 trường tiểu học. Dự kiến trong những năm tới, Petrimed sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án Sách hay dành cho học sinh tiểu học với mong muốn cung cấp thêm nhiều đầu sách và tạp chí hay đến tất cả các trường trong toàn tỉnh, góp phần đạt mục tiêu trong năm học 2019-2020. Tỉnh Bến Tre sẽ có 100% thư viện trường học thực hiện đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất và nghiệp vụ thư viện theo quy định.